Chào tất cả các bạn cũng như anh chị, hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau đến với số tiếp theo của clip tổng hợp những tình huống giao thông mà chúng ta thường xuyên gặp khi lưu thông ở trên đường. Quê rồi xong luôn. Đã có một tai nạn xảy ra giữa chiếc ô tô màu trắng với chiếc xe có gắn camera hành trình. Chiếc xe ô tô màu đỏ đã bất ngờ thắng nhẹ lại khi ở phía trước có một chiếc xe màu đỏ vượt lên. Chiếc xe màu trắng ở phía sau thì không giữ một khoảng cách an toàn, sau đó cũng đã bất ngờ trước tình huống khi chiếc xe đỏ đã thắng lại. Và tài xế trên chiếc ô tô màu trắng sau đó đã đánh lái để tránh khỏi một tai nạn với chiếc ô tô màu đỏ. Quá đen cho chiếc ô tô màu trắng là sau khi đánh lái thì đã có một tai nạn, một va chạm xảy ra với chiếc xe có gắn camera hành trình. Đó là một số nhận định, một số phân tích của mình về tình huống này. Cả đám đang ngồi ăn cơm một cách ngon miệng. Ê, thì đột nhiên có thêm một gia vị rất là đặc biệt. Chiếc xe đầu kéo đã hất tung một cái tấm gì đó trắng bét các bạn ạ. À, cùng chờ xem. Một tình huống chuyển và nhập làn có phần khá là bất cẩn và đầy ẩu tả của chiếc xe đầu kéo. Hứa này chuyển cùng lúc đến mấy làn luôn các bạn ạ. À, dù đã bật xi nhan từ trước nhưng đây cũng là một tình huống chuyển làn không đảm bảo an toàn. Chú ý vào chiếc ô tô màu trắng này. Hồi đó đến giờ các bạn thường thấy là xe khách thường ép xe nhỏ, cái chuyện đó là xưa rồi bởi. Thì ở trong tình huống này, chiếc xe ô tô nhỏ kia nó ép ngược luôn cả chiếc xe khách. Nè nè, nó ép nè. Đó, đó thấy không? Kìa kìa, bà con thấy không? Nó ép ông xe khách kìa. Bụ nội đó, nó chạy cái kiểu gì không biết. Đây, và đây là cái kết của nó nè. Lỗi phần lớn là thuộc về chiếc ô tô con kia. Mình không thấy rõ cái biển số của cái thằng khứa chạy chiếc ô tô này. Không biết là biển số mấy nữa. Gì nữa đây? Ê, 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 anh ơi, anh xe khách ơi, em còn yêu vợ con em lắm. Ôi là trời, nó lắng làng, nó cán hẳn lên vạch đôi hoàng liền đến vượt. Và vượt ngay cái khúc ở trên cầu luôn mấy ghê. Bà nội cha nó. Gì nữa đây? Ôi, một tình huống phi hẳn từ ngoài đường chạy thẳng vào bên trong nhà luôn. Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng. Và lối đi này thì người bình thường chúng ta không hiểu nổi đâu. Chuyện gì nữa đây? Một tình huống diễn ra ở trên cầu tốc. Ui ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, bình tĩnh, Chúa sẽ phù hộ cho con. Không, 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 không có chuyện gì xảy ra hết. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Còn sống không, còn sống không? Có chuyện gì xảy ra chưa? Có qua chạm không? Vẫn chưa có qua chạm nào xảy ra. Ôi, vẫn còn sống. Gì nữa đây? À, một chiếc xe ô tô Mercedes biển số 79A đang đậu xe giữa đường, đậu ngay giữa ngã tư để đi mua đồ. Và người ngồi trong xe, người điều khiển phương tiện kia là một nữ tài xế. Chị đi xe gì đậu giữa đường vậy chị? Hả? Chị lái xe mà cái này chị đâu cần cho người ta biết đâu. Biết cái nhân chỗ trong này mà chị không đậu, mà chị đậu giữa đường nãy giờ xe cản trở lưu thông chị. Sao chị lên trên Facebook nè? Đăng lên đi chị... Gì nữa đây? Một tình huống diễn ra trên một con đường quá là quanh co. Đến ngay khúc cua cong rồi. Ôi trời ơi, chạy cái kiểu gì quá trời. Một tình huống lấn hẳn sang phần đường của người khác để đi ngược chiều của một chiếc xe gắn máy. Đây là một tình huống được một khán giả chia sẻ và gửi về kênh YouTube của mình. Xin cảm ơn đóng góp của khán giả này. Ông nội của bố đời là đây. Khứa này đang đi ngược chiều, đầu không đội mũ bảo hiểm mà còn tỏ ra thái độ nóng nảy, bố láo bố tuét cậy gần nha. Gì nữa đây? Cùng chờ xem. Đi ngược chiều, lắng làng và đậu xe ngay khu vực đứng chờ đèn đỏ luôn. Đang tỏ ra là mình là người hiểu luật à. Biển số của thằng khứa này là biển số mấy vậy các bạn? Clip nó màu quá trời qua đất mình không thấy rõ. Đấy, bố mày đậu như vậy luôn, thử coi mày đi kiểu gì.
thằng tài xế này nó có học luật hay không các bạn, chứ mình thấy nó lắng làng và nó đậu ngay khu vực đèn đỏ như thế này là khả năng cao đây là một thằng mua bằng rồi. Quăng ra 30 triệu, 30 mấy triệu mua cái bằng về, và đã mua bằng thì nó làm gì mà nó biết luật. Đối với những trường hợp sai phạm á, thì có những tình huống mình gọi là thằng tài xế, thì mong các bạn thông cảm nha các bạn. Gì nữa đây? Ôi ông nội ơi, ông nội ơi, vừa chạy xe mà vừa bấm điện thoại. Mai mốt có chạy xe thì cất cái điện thoại vô túi. Gì nữa đây? Rồi mất ông nội ông ngoại nó hay gì á, ở bên kia đường cô nó bật cái pha coi kìa. Thế ứa ghen không? Bật pha sáng chói gì đó. Chúng ta cùng nhau chờ xem. Các bạn hãy chú ý về bên phía tay trái màn ảnh các bạn đang xem. Có một chiếc xe gắn máy vượt lên rồi. Bất ngờ chưa ông già? Đang di chuyển thì bất ngờ dừng lại và sau đó quay đầu đầy bất ngờ. Thì nữa đây, một chiếc xe biển số 30A lắng làng đi ngược chiều, còn quyết định thi gan luôn với tài xế. Ông nội, ông nội, ông đang đi ngược chiều đó, ông đang lắng làng người ta đó, có học lực không vậy ba? Thấy ẩu rồi đó ba à. Thấy đeo kính là biết nguy hiểm rồi. Đây là một tình huống dàn cảnh để ăn vạ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi nha. Phải nói đây là một tình huống các bạn nên xem để cảnh giác khi lưu thông ở trên đường. Đến khu vực dừng chờ đèn đỏ rồi, lúc này sẽ có một chuyện hay ho diễn ra. Có một chiếc xe gắn máy bắt đầu vượt lên. Đây là chiếc xe gắn máy này, và nó đợi đến cái lúc mà chiếc xe có gắn cam vừa di chuyển thì nó sẽ bắt đầu hành động. Các bạn cùng chờ xem. Đây, nó ùa cái chiếc xe nó ra giữa đường nè. Đó, và tông vào đầu xe có gắn camera hành trình. Hình như là chiếc xe có gắn camera hành trình là một chiếc xe container. Lúc đầu thì chỉ có một thằng thôi đúng không các bạn? Và sau khi xảy ra tình huống dàn cảnh trên thì nó sẽ kéo bay kéo khoái đến đến 4-5 thằng lận, đông lắm. Và tất cả những cái thằng này đều mặc áo nhóm nha, mặc áo màu đen hết. Nói nôm na là bây giờ á, mày đã gây ra tai nạn cho tao thì mày phải bồi thường cho tao, mày đưa cho tao 1-2 triệu gì đó tao sửa xe. Đấy, thái độ quá là ngầu lòi. Tay chân thì đầy mất. Những anh em tài xế mà đi một mình đang ngồi ở trong xe chắc cũng đang là xốn ra quần rồi. Lúc này thì chỉ còn biết cách là ngồi ở trong xe và cố thủ mà thôi, và gọi cảnh sát giao thông đến để giải quyết sự việc này. Nó chơi theo kiểu bày đàn anh em ơi, mình chơi không có lại nó đâu. Đó, tài xế không chịu bước xuống xe thì nguyên cái đám này, nguyên cái bầy này càng ngày nó càng hung hăng hơn. Cái thằng cầm đầu là cái thằng mặc áo jean nè, cái thằng này không mặc áo màu đen, giống như kiểu là con thằng đại ca nắm đầu vậy đó. Thì thấy ghê không, thấy ớn không? Đạp xe tao nè. Lúc này ông nội tôi cũng không dám bước xuống xe nữa. Gặp mình là tài xế ở trong tình huống này á thì mình cũng cố thủ ở bên trong xe thôi. Và lúc đó thì mình cũng đã sợ và tèn ra quần rồi. Sợ lắm các bạn, chứ không phải đùa đâu. Các bạn thử nghĩ đi, nếu mà các bạn điều khiển xe một mình mà các bạn bị người ta chặn đường như thế này thì sợ đái ra quần luôn á. Đó, đạp xe kìa. Bình tĩnh nha. Lúc này thì ngầu lòi đấy, chứ tụi bay mà đạp hơi quá nha là một tí nữa lên phường á, rồi lại quăng xin. Đen cho những cái thằng khứa này là tất cả những cái hành động của tụi nó đã được chiếc xe có gắn camera hành trình ghi lại hết. Quá đen.
Nếu đây là một tình huống không có camera hành trình ghi lại thì sao? Thì mọi việc nó sẽ phức tạp chứ sao? Đấy, nguyên một bài luôn. Ghê không? Có 4 thằng, 3 thằng mặc áo đen, 1 thằng mặc áo xin. Một ngày mà nó làm trót lọt như vậy chừng khoảng 3 vụ, 4 vụ gì đó thôi thì cũng kiếm được một mớ tiền rồi. Thanh niên sức dài vai rộng mà không chịu kiếm tiền chân chính. Mình không hiểu tại sao bây giờ là 2023, sắp bước qua 2024 rồi mà vẫn còn những thành phần như thế này ta ơi. Và theo như một số thông tin mình nắm được thì một lát sau cảnh sát giao thông đến thì cái tụi này nó đã bị bắt hết. Và rất tiếc là chúng ta không xem được cái đoạn kết đó. Ôi sợ quá, sợ quá, sợ quá đi. Các anh làm em sợ quá. Em đái trong quần luôn bây giờ nè. Quá ghê. Nó cố tình nó dàn cảnh đấy. Điện, điện cho ai? Quá hồi hộp. Lúc này anh em tài xế bình tĩnh, đừng có nóng giận mà đạp ga. Đạp ga là tới câu chuyện nữa. Thì nữa đây, hai chị gái của chúng ta đậu xe ngay tại khu vực đèn đỏ. Và đã hết đèn đỏ rồi nhưng hai chị gái của chúng ta vẫn ngồi nói chuyện. Đúng là phụ nữ luôn mang đến cho chúng ta nhiều điều bất ngờ. Trời ơi, con bà lườm coi kìa, coi con mắt của bà lườm coi kìa, thấy cưng không? Ánh mắt hình viên đạn. Thì nữa đây, các bạn hãy chú ý về chiếc xe gắn máy này. Đây, chiếc xe gắn máy có mũi tên chỉ màu đỏ. Ôi ôi, ông nội xe Ben. Ê ê ê, gì vậy anh Ben? Cửa xe Ben bị ngáo hả bà? Ê ê, sao cửa xe người ta rồi? Một tình huống ca khỉ ở chiếc xe gắn máy của chiếc xe Ben. Giữa trước đó hai đứa bay có chuyện gì cự cãi hả? Quá sợ. Chị đây, chiếc xe có gắn camera hành trình đang lưu thông trên lane với tốc độ cho phép là 70 km/h. Ủa cái gì vậy em nói? Dừng xe giữa đường luôn. Quả trưởng vậy? Ăn mặc lịch sự mà ý thức kỳ vậy ba. Thì ở tình huống này được một người dùng mạng chia sẻ như sau. Đoạn đường này là đoạn đường Điện Biên Phủ, lên xe hơi đi 70 mà ông nội này đậu xe lại đi vô. Tưởng là xe hư hay gì mà không thấy đặt cảnh báo. Ai ngờ đâu đi vô để lấy giấy tờ. Không hiểu trong đầu mấy người này nghĩ gì nữa. Và biển số của khứa kia là 72A51845. Sau đó một người dùng mạng đã tra cứu cái biển số này ở trên cái app là tra cứu phạt nguội, thì cho ra một kết quả như sau. Khứa này đã vi phạm 3 lỗi, trong đó là cả 3 lỗi chưa được xử phạt. Xin nữa đây, cùng chờ xem. Ú à, hết hồn chưa, bất ngờ chưa ông già? Một tình huống từ trong hẻm phi ra như đúng rồi. Không quan sát kỹ lưỡng, không giảm tốc độ của chiếc xe gắn máy và tất nhiên là phải có tai nạn xảy ra rồi. Ui ơi, trưởng làng theo kiểu đừng có bố mày nữa rồi. Một tình huống chuyển làng mang đến đầy rủi ro và rất có thể xảy ra một tai nạn. Chị nữa đây, đoạn đường đang thi công và đang đổ nhựa.
và ở phía trước là có một chiếc xe ben đang vẽ vào để tiếp tục thi công. Thì không hiểu tại sao kéo theo đó là ông nội tôi, chiếc xe ô tô màu trắng cũng quẹo vô luôn, và kéo theo bà nữ ninja nữa. Đi ngáo hả trời? Ừ, quẹo vô đi, dính ba cái nhựa đường này rồi về khóc tiếng máng luôn. Nhựa đường nó rửa khó ra lắm, nó dính cứng ngắc à. Người thành công luôn có lối đi riêng. Cửa này đi ngược chiều, quả chờ đậu chưa? Con lương nó phân làng ra rõ ràng như vậy nhưng mà vẫn chấp nhận đi ngược chiều. Đội này không phạt thì hơi phí. Phải phạt mới được. Đây, đã tiếp tục là một người thành công có lối đi riêng nữa. Bởi vậy, những cái người thành công, cái người có tiền, người ta có những cái lối đi khác người mà những cái người bình thường của chúng ta không hiểu được đâu các bạn. Leo hẳn lên vỉa hè luôn, băng qua để đi, hiểu không? Mua bằng hả ba? Phải mua bằng không? Nói nghe coi. Mèn đét ơi, bà con cho tôi hỏi coi, vào ngã ba bậc khẩn cấp như vậy là có ý nghĩa gì? Đù đù, bật nhanh nhá nhá luôn bay. Một chiếc xe ô tô màu trắng đang đi vào làn xe máy, và theo phía sau đó là có một anh chiến sĩ cảnh sát giao thông đang hộ tống. Chắc là hộ tống về chốt để đóng tiền phạt. Chúc mừng bạn đã được vinh dự đóng góp ngân sách cho nhà nước. Đấy, chuyện ở đây, à, lại là một câu chuyện là đậu xe vô ý thức. Một tài xế đậu xe chắn cửa nhà của người khác, và chủ nhà sau đó là kêu xe nâng đến để nâng cái chiếc xe ô tô này đi luôn. Quá dữ, chủ nhà chơi lớn rồi nha. Nghe nói đâu là chủ nhà như là cũng là chủ xe nâng luôn các bạn. Mai mốt là anh em tài xế đi ăn sáng, nhớ đậu xe tránh cửa nhà của người khác nha. Quá dữ, quá ngầu. Chủ nhà tính nóng hơn kem. Trời ơi, bay ơi bay, cái gì vậy bay? Chiếc xe ô tô có gắn camera hành trình ở phía sau cũng không dám vượt lên luôn. Ông nội tôi cũng dám vượt lên nữa. Nó chìa hai cái cây kìa, nó chìa cái cây dài thòng luôn, như vậy sao dám vượt? Vượt lên nó ban một cái lũng kiến luôn á. Chiếc phèo thời 4.0. Đường này là của bố mày, của bố mày. Bố mày chạy sao là chuyện của bố mày. Bố mày chở hàng sao là chuyện của bố mày. Quá dữ. Đã như mà xảy ra chuyện á thì lại van xin: em vì miếng cơm manh áo, em nghèo quá, tha cho em lần này. Xin ở đây. Rồi hết cứu nữa rồi. Cái làng ô tô thì không chạy đâu, phi hẳn vào làng khẩn cấp để chạy. Mà lúc này nào muốn nhập làng lại để đi đúng luật thì đâu có được. Chiếc xe gắn cam dễ gì mà nó cho chen vô. Biển số là 30G34684. Các bạn nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để giúp cho mình nhanh chóng đạt mốc 100.000 người đăng ký nha các bạn. Còn đây là tác hại khi uống bia rượu để lái xe. Chỗ nó chạy xe kìa. Nè, vớt nè. Vớt. Cá nó lạng hết lên đây quanh kia. Nè, vớt nè. Vớt mấy cái trụ nè. Khi đã uống bia rượu rồi thì đừng lên lái xe các bạn ạ. Vì khi các bạn lái xe là các bạn đang cược mạng sống của mình. Và nếu như xảy ra tai nạn thì ảnh hưởng luôn đến tính mạng của người xe khác. Mấy xe tải. Vớt. Vớt. Tụi mày thấy đậu lọt mương à? Đéo lọt mương ủi ta à? Nè, qua luôn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi những tình huống giao thông có trên kênh của Tin 5 Phút. Chúc tất cả các bác tài, các tài xế của chúng ta lái xe một cách an toàn và vạn dặm bình an trên mọi nẻo đường. Nè, vớt cái gào nè, vớt. Má nó chạy ra nó hồi hộp luôn. Đạp kìa. Đó, thẳng luôn. Thẳng luôn. Mấy giờ không thẳng, mấy giờ không thẳng. Mấy giờ không thẳng. Mấy giờ không thẳng. Mấy giờ không say rồi. Mấy giờ không say rồi.